Tuần trước, Lloyd Austin đã trở thành Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Hoa Kỳ đến thăm Papua New Guinea trên đường đến dự hội nghị ASEAN ở Brisbane. Austin là thành viên mới nhất trong hàng dài các vị khách VIP đến quốc gia Nam Thái Bình Dương năm nay, bao gồm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins và Ngoại trưởng Anh James Cleverly. Thủ tướng Úc Anthony Albanese cũng đã ở cảng Moresby vào tháng 1 để tiến hành một hiệp ước an ninh song phương mới. Mối quan tâm tăng lên, đồng thời với vị thế nổi bật của Papua New Guinea trong số các quốc đảo Thái Bình Dương về lãnh thổ, tài nguyên thiên nhiên và dân số, mang lại cho Papua New Guinea tiềm năng lãnh đạo vốn có trong một khu vực đang nhanh chóng nổi lên trong chương trình nghị sự quốc tế. Chuyến thăm của ông Austin có ý nghĩa chiến lược bởi vì trọng tâm của cam kết song phương mạnh mẽ của Hoa Kỳ với Papua New Guinea là một thỏa thuận hợp tác quốc phòng được ký kết vào tháng 5. Nó vẫn còn phải được tranh luận trong Quốc hội của Papua New Guinea. Thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về thỏa thuận được diễn đạt bằng các thuật ngữ nhấn mạnh các lợi ích an ninh rộng rãi được cung cấp cho cảng Moresby, bao gồm xây dựng năng lực cho lực lượng phòng vệ Papua New Guinea chuẩn bị sẵn sàng cho thảm họa và hỗ trợ lực lượng cảnh sát hàng hải nhỏ của Papua New Guinea trong việc chấn áp các hoạt động bất hợp pháp ở Biển Đông, vùng biển đảo rộng lớn có chủ quyền của đất nước. Sự xuất hiện của một tàu tuần duyên Hoa Kỳ đến khu vực vào năm tới với các thủy thủ của Papua New Guinea trên tàu sẽ thúc đẩy mục tiêu thứ hai, giúp thấm nhuần nhận thức rằng sự can dự lớn hơn của Hoa Kỳ trong khu vực sẽ góp phần đảm bảo an ninh vượt ra ngoài những cân nhắc quân sự hạn hẹp. Nhà Trắng dường như nhận thức được sự cần thiết phải thu hút các nhà lãnh đạo Thái Bình Dương thông qua định nghĩa toàn diện về an ninh để đề xuất về mối quan hệ đối tác quốc phòng nâng cao của Hoa Kỳ có thể bền vững về mặt chính trị ở Papua New Guinea, tăng khả năng đạt được sự ủng hộ của khu vực. Tuy nhiên, nhu cầu đó không nên che khuất sự thật rằng giá trị chính của Papua New Guinea đối với Hoa Kỳ là chức năng của vị trí địa lý chiến lược của nước này. Quyền tiếp cận được đàm phán theo thỏa thuận phục vụ mục đích chiến lược cơ bản không thể thiếu đối với Liên minh Mỹ-Úc khi Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Mỹ định hình lại tư thế lực lượng của mình để đối phó với việc Trung Quốc tiếp tục xây dựng quân đội và chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng vũ trang trong tương lai, xung đột trên quy mô toàn khu vực. Vào tháng 6, khi mực trong thỏa thuận còn chưa khô, một chuyến bay gồm 4 máy bay F-35 Lightning II của Hoa Kỳ trên đường từ Úc đến Hawaii đã chuyển hướng đến sân bay quốc tế Jackson ở cảng Moresby để dừng tiếp nhiên liệu đột xuất sau vụ tàu chở dầu mà họ dự kiến. Vụ việc là một lời nhắc nhở kịp thời về tiềm năng của Papua New Guinea với tư cách là một đối tác quốc phòng theo đúng nghĩa của nó, không chỉ đơn giản là lãnh thổ để bay qua hoặc đi thuyền qua. Văn bản của thỏa thuận Papua New Guinea Mỹ được báo cáo xác định 6 địa điểm để tiếp cận không bị cản trở trên toàn quốc, cảng và sân bay quốc tế Jackson ở thủ đô, cảng Lae và sân bay Natap ở phía đông, căn cứ hải quân tại Lombram trên đảo Manus và sân bay dân sự gần đó tại Momote ở phía bắc. Thỏa thuận cũng nêu chi tiết về chỗ ở và tình trạng pháp lý của quân nhân Hoa Kỳ được triển khai tới Papua New Guinea, việc cung cấp thiết bị quốc phòng và nguồn cung cấp nhân đạo, cũng như tiếp nhiên liệu và bảo trì cho các tàu và máy bay của Hoa Kỳ quá cảnh. Thời hạn của nó là 15 năm, một dấu hiệu cho thấy mục đích rõ ràng của Washington. Ông Austin đã nói rằng, Hoa Kỳ không tìm kiếm một căn cứ lâu dài ở Papua New Guinea. Trong đó, thỏa thuận có sự tương đồng bề ngoài với thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường được mở rộng gần đây ở Philippines, với sự khác biệt rõ ràng là Papua New Guinea không phải là một đồng minh theo hiệp ước của Hoa Kỳ. Đảo New Guinea, trong đó Papua New Guinea tạo thành nửa phía đông, thường được mô tả là nằm ở chân của chuỗi đảo thứ hai. Theo cách khác, nó tạo thành mắt xích lớn nhất trong chuỗi đảo đầu tiên của Úc. Dù bằng cách nào, tầm quan trọng của nó rất rõ ràng, nó không chỉ là quốc gia gần nhất với lục địa Úc mà còn có biên giới đất liền dài 820 km với Indonesia, cũng là bản lề giữa Đông Nam Á và Tây Nam Thái Bình Dương. Eo biển Torres giữa Papua New Guinea và Úc kiểm soát lối đi giữa quần đảo Indonesia và biển San Ho Cape Nóc, phần cực bắc của lục địa Úc hướng thẳng đến đảo Guam ở quần đảo Mariana, căn cứ thành lũy của Mỹ trong chuỗi đảo thứ hai. Papua New Guinea là quốc gia duy nhất ở giữa. Tại ASEAN có thông báo rằng căn cứ không quân Hoàng gia Úc SEGER-1, căn cứ chống, nằm ở mũi đất, có thể sẽ được nâng cấp một phần để đáp ứng các yêu cầu của Hoa Kỳ. Theo quan điểm của Washington, việc tiếp cận đường hàng không và đường biển thông qua Papua New Guinea giúp đảm bảo rằng các lực lượng Hoa Kỳ có thể phân tán an toàn đến Úc và tự do triển khai sức mạnh từ nước này sang phía Tây Thái Bình Dương. Tất nhiên, Indonesia cũng có ý nghĩa quan trọng về mặt địa lý trong vấn đề này,
với tư cách là một hòn đảo chắn ngang vùng Top End và phía tây bắc của Australia. Theo luật quốc tế, quyền quá cảnh qua quần đảo Indonesia được đảm bảo thông qua các hành lang hàng không và đường biển được chỉ định. Tuy nhiên, quyền truy cập trong một cuộc khủng hoảng không thể được coi là đương nhiên, điều này mang lại cho Papua New Guinea ý nghĩa nâng cao như một giải pháp thay thế đáng tin cậy. Eo biển Visayas cung cấp tuyến đường biển trực tiếp nhất giữa Tây Thái Bình Dương và bờ biển phía đông của Australia. Giá trị địa chính trị của Papua New Guinea càng được củng cố bởi ranh giới biển của nó với quần đảo Solomon, một ranh giới nhạy cảm đối với Papua New Guinea do không chắc chắn về tình trạng tương lai của Bougainville. Mà dưới thời Thủ tướng Manasseh Sogerve đang nghiêng về phía Trung Quốc và vẫn là một trong những lựa chọn khả dĩ nhất của Bắc Kinh để tổ chức hội nghị nhân dân. Sự hiện diện của quân đội giải phóng dưới một số hình thức, ngay cả khi đó không phải là căn cứ quân sự, lo ngại về những hạn chế mà Honiara áp đặt đối với một số tàu hải quân Hoa Kỳ đến thăm đã phần nào thúc đẩy Washington đàm phán một thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Papua New Guinea. Các sáng kiến cấp đơn vị, chẳng hạn như lực lượng đặc nhiệm Coa Moana, lực lượng tích hợp thủy quân lục chiến và thủy thủ Hoa Kỳ với nhân viên quốc phòng Papua New Guinea gợi ý rằng quân đội Hoa Kỳ có ý định củng cố mối quan hệ giữa quân đội với quân đội và giữa các cá nhân lâu dài trong Papua New Guinea. Khi bắt đầu một cuộc xung đột hoặc khủng hoảng, bản thân Papua New Guinea có thể đóng vai trò là địa điểm để quân đội Hoa Kỳ phân tán các phương tiện chiến đấu khỏi đảo Guam và các căn cứ trong chuỗi đảo đầu tiên. Trong trường hợp xảy ra xung đột trên biển kéo dài, cả Mỹ và Úc đều có khả năng coi Papua New Guinea là địa điểm hữu ích để tiến hành tiếp tế chiến đấu, sửa chữa và bảo dưỡng cơ bản cho tàu và tàu ngầm. Và có thể cả máy bay nếu cơ sở hạ tầng được phát triển để hỗ trợ nó. Lombrum đã phục vụ một chức năng tương tự trong Thế chiến thứ hai và có thể làm như vậy một lần nữa, nhưng với dấu chân nhỏ hơn trên đất liền. So sánh với những năm 1940, khi người Úc và người Mỹ sát cánh cùng người dân địa phương, chiến đấu chống lại Nhật Bản có thể gây hiểu nhầm, nhưng tầm quan trọng về vị trí của Papua New Guinea trong bối cảnh chiến lược Mỹ chăng có thể sẽ có những cộng hưởng cơ bản. Cha của ông Austin đã phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ ở New Guinea trong Thế chiến II, một điểm đã được Thủ tướng Papua New Guinea James Marip lưu ý trong cuộc gặp của họ. Canberra đã chính thức hoan nghênh thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa Papua New Guinea và Hoa Kỳ. Hồ sơ chiến lược đăng lên của Papua New Guinea và của Nam Thái Bình Dương nói chung cũng có thể thấy rõ trong các yếu tố về tư thế lực lượng trong thông cáo của AUSMIN. Tuy nhiên, sự quan tâm ngày càng tăng của Hoa Kỳ có khả năng gây ra những cảm xúc lẫn lộn ở Canberra, nơi từ lâu đã coi mình là đối tác được lựa chọn của cảng Moresby. Chương trình hợp tác quốc phòng của Australia với Papua New Guinea là chương trình lớn nhất và mối quan hệ gắn bó sâu sắc. Việc đảm bảo hỗ trợ cho thỏa thuận của Hoa Kỳ đã làm cạn kiệt vốn chính trị của Marip, làm trì hoãn việc phê chuẩn thỏa thuận cấp hiệp ước của chính Úc trong vài tháng. Tuy nhiên, quyết định của Hoa Kỳ tăng gấp đôi hợp tác quốc phòng với Papua New Guinea nhằm tăng cường đáng kể an ninh của Úc về lâu dài. Nó có thể được coi là một khoản đầu tư mở rộng trong liên minh Hoa Kỳ-Úc, đặc biệt là tăng cường liên lạc tuyến tính dọc theo chuỗi đảo thứ hai và tạo điều kiện tiếp cận đến và từ Úc cho các lực lượng Hoa Kỳ trên khắp mặt trận Thái Bình Dương. Theo ASPI, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.